Có phải bạn đang tìm nơi thiết kế logo nhận diện thương hiệu đẳng cấp thật sự? Bạn muốn thương hiệu của mình phải chuyên nghiệp, đẹp mắt, sang trọng và dành riêng cho bạn. Mebo có những thứ bạn cần và thứ mà đối thủ của bạn khao khát. Chúng tôi khác biệt. Với ekip sáng tạo phân tích kỹ lưỡng giá trị thương hiệu của bạn, Mebo tự tin bạn sẽ hài lòng. Gọi cho Mebo ngay 0909-242-986 tư vấn thương hiệu miễn phí. Đã kinh doanh là phải nhanh và chính xác. Vsmart Joy 3 đọ sức Oppo A31. A31 là smartphone đáng chú ý nhất và bán tốt nhất của Oppo ở phân khúc giá dưới 5 triệu đồng, trong khi Vsmart Joy 3 bản mới dùng RAM 4GB có giá 3,3 triệu đồng được coi là hiện tượng ở cùng phân khúc khi bán hết 12.000 máy trong 14 giờ đầu tiên mở bán. Cả hai chiếc máy này có nhiều điểm tương đồng về thiết kế, thông số kỹ thuật chính như kích thước màn hình, số lượng camera. Smartphone đến từ Vsmart và Oppo cùng dùng kiểu màn hình giọt nước giúp cho viền máy mỏng hơn nhưng vẫn khá dày ở cạnh dưới, điểm thường thấy ở các model giá rẻ. Thông số màn hình của máy là tương đương với kích thước 6,5 inch, độ phân giải HD Plus 720x1600 pixel, mật độ điểm ảnh là 270 ppi. Quan sát thực tế cho thấy ở cùng điều kiện môi trường, Oppo A31 luôn đẩy sáng cao hơn so với điện thoại của Vsmart. Máy cũng thiên về gam màu lạnh, trong khi Joy 3 có màu sắc rực rỡ hơn và tông màu ấm hơn. Cả hai đều nhìn khá tốt ngoài trời và góc nhìn nghiêng rõ. Cả hai chiếc máy đều sử dụng lớp kính cong 2,5D ở mặt trên. Smartphone của Oppo có thêm một miếng dán cường lực sẵn ngay khi bóc hộp. Tuy nhiên, chính miếng dán này và phần mặt kính màn hình tạo ra cảm giác cấn tay rất rõ, không thực sự thoải mái khi dùng thao tác vuốt. Ở trải nghiệm cầm và vuốt màn hình thì Joy 3 của Vsmart cho trải nghiệm tốt hơn. Cả hai chiếc máy đều giữ giấc cắm tai nghe 3,5mm, nhưng Joy 3 của Vsmart thì đặt lên đỉnh máy, còn A31 của Oppo thì ở dưới. Điểm đáng tiếc trên chiếc smartphone của Oppo là vẫn sử dụng cổng micro USB đã khá cũ, trong khi Joy 3 của Vsmart sử dụng chuẩn USB Type-C mới. Model của Vsmart cũng ưu điểm hơn khi tích hợp sạc nhanh Quick Charge 3.0, trong khi A31 của Oppo lại không có công nghệ sạc nhanh VOOC nổi tiếng của Oppo. Cả hai chiếc máy đều khá mỏng và nhẹ dù cho kích thước màn hình lớn. Joy 3 của Vsmart bố trí cả phím nguồn và tăng giảm âm lượng sang cạnh trái, trong khi A31 của Oppo đẩy phím âm lượng sang cạnh trái cùng với khay cắm SIM. Đều trang bị RAM 4GB nhưng Oppo A31 có dung lượng bộ nhớ trong cao hơn là 128GB, còn Joy 3 là 64GB, thông số hiếm thấy ở phân khúc giá dưới 5 triệu đồng. Pin của model đến từ Vsmart có dung lượng cao hơn là 5.000 mAh so với 4.230 mAh của Oppo. Kết quả chấm điểm hiệu năng trên AnTuTu, Joy 3 đạt 131.681 điểm nhờ sử dụng chip Snapdragon 632. Oppo A31 sử dụng chip MediaTek Helio P35 đạt 104.781 điểm. Điểm đánh giá riêng chip xử lý bằng Geekbench cũng cho thấy kết quả cao hơn của Joy 3 là 1.209 điểm khi dùng đa nhân. Mặt lưng của hai chiếc máy đều có thiết kế bằng nhựa hơi bóng, dễ bám vân tay. Joy 3 có thể thay đổi màu theo góc nhìn, trong khi A31 chỉ có một màu bóng bẩy. Cảm biến vân tay cùng đặt ở một vị trí, chỉ khác là về hình dáng. Hai chiếc máy cùng có cụm 3 camera đặt dọc, nhưng điện thoại của Vsmart đặt đèn flash ra bên ngoài. Vsmart Joy 3 có camera chính là 13 megapixel, camera chụp xóa phông 2 megapixel và góc siêu rộng 8 megapixel. Oppo A31 có thông số gần như tương đồng với camera chính là 12 megapixel và hỗ trợ xóa phông 2 megapixel, nhưng một camera còn lại chuyên chụp macro. Điểm khác biệt đến từ Joy 3 khi có khả năng quay video 4K, trong khi đối thủ chỉ có khả năng quay được Full HD. Camera trước của hai chiếc máy cùng có độ phân giải là 8 megapixel. Cả hai chiếc máy đều chạy trên hệ điều hành Android 9, nhưng Joy 3 của Vsmart sử dụng tùy biến VOS 2.5, trong khi A31 Oppo là ColorOS 6.1. Trải nghiệm thực tế cho thấy VOS có ít tùy biến và gần giống hệ điều hành Android gốc hơn, trong khi ColorOS có cả kho ứng dụng riêng và một số phần mềm chuyên dụng. Tuấn Hưng, VnExpress.net, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itv.com để biết thêm chi tiết.